Chúng mình đã học cách nhận biết góc vuông và góc không vuông bằng EK ở bài học trước rồi. Bây giờ, chúng mình cùng thực hành nhé! Chào bạn! Mình sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện bài tập này nhé! Bạn hãy nhấn và giữ chuột để di chuyển EK. Sau đó, giữ chuột ở vị trí này để xoay EK. Và cuối cùng là giữ chuột ở đỉnh để vẽ nhé! Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Đúng rồi, bạn giỏi lắm.